Anh nhìn này, anh nhìn trước mặt kìa. 1, 2, 3, 4, 5. Kệ. Thôi chết cha rồi, chỗ anh không có súng rồi. Rồi em xuống dưới rồi. Thôi ổn rồi. Thôi hả? Chia tay nhau từ đấy. Thôi hả? Mẹ mày cho giết đốt. Trời ơi, chẳng em phi đất đó, mặt nó. Nó yếu lắm đó. Các cứu xích đi. Enemies ahead. Anh quay lại. Đằng sau vừa mắn lắm. Chỗ nóc xích rồi nhá. Em nóc thẳng nóc xích rồi. Còn lia được một team. Enemies ahead. Đang cố bò. Phải. À trái chứ. Sau luôn anh em. Ui. Ui bóp lạc tuyệt. Còn một thằng bên thùng không có súng. Còn một thằng bên thùng không có súng. Rồi hay anh. Cứ chỉ xích đi cả. Ui anh Tuấn này nó đấm phát cũng chết này. Thằng đấy nhát quá. Nó đấm anh một phát là anh chết đấy đâu. Nó chỉ cần chạm một cái thôi, nó tạ. Nó phạt một cái thôi. Em sợ nó gạt xích quá nên em chạy một mạch lại luôn. Không có máu cơ. Ủa, ra bắn mày không có bot rồi. Ra bắn không phải bot đâu, anh chắc chắn với em không phải bot. Anh chắc chắn với em không phải bot. Hãy tin anh đi. Đứng ra liều. Người ta liều thì người ta ăn nhiều, mình liều là mình ăn nổi đấy. Đúng rồi. Em ra đây. Anh thấy cái phớt đi Tuấn. Hai người. Thấy. Chú là chạy ra để nhặt cái phớt đó. Đệt. Ai đấy? Ui ui, xích cật kìa. Dầu lắm ấy, xích ơi, mang phớt về cho anh. Bằng ít okay, em, okay. Ở đây em có phớt, em nhặt cho mọi người. Cái chi cũng được hết. Ôi, nó yếu quay lắm luôn ấy, một viên đầu. Không, không, người. Anh không nghe. Xích ơi. Laptop kìa, ở đây có cái laptop. Hey, đi trở về. Nè, đây nè, nè. Chào anh đó. Em rất nhiều phớt. Tập một cái lận đây nào. Anh em, bây giờ mọi người đã thấy sức mạnh của Mutant chưa? Còn ai đánh thêm Mutant của tôi nữa không? Nó không có súng cho anh hai à? Mạnh. Lên. Chỗ em có. What the hell? Cực yếu rồi. Ra đi. Hai thằng. Nóc 1. Đây, trốn đi anh ơi. Nóc 2 chỗ nào? À đây. Cái nổi khó thế chứ chẳng còn nào. Anh nóc ở kèo kìa. X3 này xích ơi. Này, nhặt đi, X3 này. Đi, thẳng ra chỗ đấy, có một team nữa, đang bắn nhau. Dám đùa cả Mutant rồi. Đền tội ngay. Bát nháo cả thầy giáo. Cho anh, có người. Kìa, anh kìa. Thầy ơi, quẩy. Gần cho anh, có người. Kìa, anh đứng kìa. Cái chỗ này anh còn nóc luôn. Rồi, clear. Ôi, thơm thế. Ta chia tay nhau từ đây không vấn vương, không yêu anh nhau gì nữa. Lọc bắt tên lửa luôn.
chẳng anh bao nhiêu kill rồi, chắc phải anh chục kill ấy. Lệ vẫn thôi tuôn rơi. Có flare các thứ các thứ. Em ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta yêu nhau chẳng vẫn vương. Ờ, anh có đuôi M4 này ai lấy không? À, em có. Anh Tuấn ơi, chưa chắc đã clear đâu nha anh ơi. Anh biết. Anh hiểu cái. Ô, quán. Cái gì gọi có chứ? Em ăn đi. Cẩn thận đấy, bot không phải người đấy. Chắc không? Có phát lên đầu luôn anh chứ. Chắc. Khoảng bây giờ. Có người, còn người trong khu nhà. Còn người kìa, Sick ơi cẩn thận. Trong cái nhà 2 tầng Dotemon đây này. Enemies ahead. Sick ơi trên đầu có ai phát Sick ơi. Người nhá, không phải bot đâu đấy, nó đang ngồi, nó đang nằm. Ok. Đi theo anh Sick ơi, cover anh. Ok. Nhanh. Anh có nết đây rồi. Em có bố tận 4 quả. Gần em có. Tầng cao nhất hay như nào? Tầng cao nhất hay như nào? Lịch người. Em bắt. Còn cao nhất anh ơi. Tầng cao nhất. Vừa lấy thì là tầng cao nhất, còn bây giờ thì em không biết nhá. Lên đi. Không thấy. Chắc chắn luôn, không sai đâu anh. Nhưng okay, bây giờ thì em không biết nó. Ôi, thấy rồi. Rồi hai chị ơi. Hai quá. Nóc nha đỏ. Cái tên nóc luôn ấy. Enemies ahead. Ok. Bá thằng. Một thằng nữa. Nó nhảy xuống rồi. Toàn bộ team nó nhảy xuống rồi. Tầng 2 với tầng 1. Qua đi. Cẩn thận nhá, chọn cái đường nào đi có não một tí nhá. Ui, chỗ này tưởng cái thùng này nắp đắp được. Cứ bình tĩnh, nó đang điếc, nó đang điếc. Cảm ơn Tài rất nhiều nhá. Đây rồi. Rồi tầng 2, đừng công vội, cứ bình tĩnh. Em không công, em đường của em công vào khó. Đây rồi. Nhảy ra 6 thôi. Hai thằng. Ba thằng. Ôi. Vào nhà cứu anh. Nó ở đâu anh ơi? Nó ở trong nhà nó chứ, nó ở đâu? Nó bắn anh ở tầng ngoài tầng à? Nó tầng 2. Vào nhà cứu anh. Cho anh xin cục phớt được không? Không có chứ vậy. Ôi. Clear. Ui vãi. Ok, hai. Ui ôi ôi, có một pha. Nice. Ui một pha em ngu người anh ạ. Tí nữa thì em hỏng thật. Em cầm quả bom. Cầm nết vứt đấy anh, vứt xong rồi. Nó nhảy ra thế nào em chưa kịp bấm chứ. Chứ kem thì em nhả quả bom ra tí nữa thì. Nhả quả bom xong rồi em cất súng đi chứ. Em ăn được cả 3 mạng rồi. Em ăn được 5 rồi. Cả 3 mạng mà. Phai tí nữa một pha. À, anh nốc 2 nhưng mà anh chưa kịp gạt. Thế nó bắn anh luôn. Hên quá, quả đấy nhảy được lé được đường đạn mà nó không thì. Toàn yếu hết rồi đúng không? Em cũng. Đúng rồi anh. Đợt qua là chết sạch còn gì nữa. Ôi. Vãi nổi rồi. Thôi nó cầm về. Đi đôi sau ơi, chị đôi sau anh tuần đây rồi. Đấy. Enemies ahead. Thôi, bỏ nó. Cho nó nhất đi. Xe nhưng mà. Ôi, có xe lấy tính. Enemies ahead. Nó lấy được rồi, Bắn đi, bắn luôn một đi. Thằng thả thính, một thằng thả một thính, một thằng chạy, một thằng ở thính. Thế thì bắn thằng okay, luôn, bắn lại đóng bộ. Thế lên, ăn luôn. Lúc sống thôi. Ok, không sợ, nó không nhanh kịp bằng mình đâu. Kê. Bắn này, chỉ bắn này. Anh chạy đầu nó luôn. Lốc một, lên tiếp này anh. Ok, tôi một tí. Được rồi, đi. Máu anh hết rồi. Ok, em tưởng anh đầy máu. Nó vào nhà kìa. Ok. Nhà thì là lợi thế của mình rồi. Kìa, lốt ra kìa. Bên. Em thấy. Clear. Hay quá. Nice.
Ở đây anh hết máu chứ anh không đi tiếp được. Đi tiếp là nó sẽ chết anh ngay. Anh đi xem mà. Ok. Mọi chuyện đã qua. Ok con dê. Ủa thế là nó có 2 thằng nữa hả? 3 em ăn 2. Chỉ xích ăn 1. À ok ok. Đấy là hợp lý rồi. Đâu, 4 thằng chỉ ăn 2. Uầy, thế nào? Uầy, thơm ấy. Thơm. Thế bây giờ đi phẹt mấy cái thằng bắn chót 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 mình rồi. Đi nhở? Đậu phộng. Không thể nói thứ hai anh em ạ. iPad của anh xài bao nhiêu GB vậy á? iPad anh xài là 64GB em ạ. 64GB 4G đây. Bọn này nguyên 4 thằng mà không có cái giảm giật đâu nhỉ. Có cái giảm giật thì anh lắp lên mini rồi mất rồi. Lên xe. Có người hướng 165, hai thằng sau cục đá. Tích ơi. Trước mặt luôn kìa hai thằng kìa. Nhanh. Ui. Sau cục đá ngay cạnh vệ đường. À thấy. Cái kìa nó đang đâu kìa. Ủa chị bắt con đá nào vậy? Con đá này mà. Cái nét đang chậm. Úp. Lốc. Lốc hai. Cố lên anh. Em lốc 2 rồi, còn một thằng ở hướng 255. Anh xin lỗi, quả đấy anh nhầm. Anh nhìn nhầm, anh xác định nhầm vị trí của chúng nó. Kìa, ôi đừng chèn em. Kìa nó ra kìa. Chèn kìa, xích ơi, xích. Hướng trước mặt luôn. Ui, khí phát kìa. Hướng trước mặt luôn. Trước mặt 280 chị ơi. Hướng 265. Đằng sau có xe. Em nghĩ là phải chơi hay sao rồi anh Tuấn ạ? Đẩy đi. Em bơm máu. Đẩy được, 4 thằng mà. 4 thằng á? Xe đây 4 thằng cơ à? Nó có. Không. Đây vào. Ôi, quay em. Rồi anh tí. Clear à? Ok. Clear cái team. Đi rồi anh, đi rồi. Clear team nào? Clear team nào vậy? Team đấy. Team xe, ok. Thế thằng kia thì em lốc 1 nữa rồi. Em team xe, anh lốc 1 mà anh không ăn được. Em chưa ăn được, em lốc 2 em chỉ ăn được 1. Bắn đâu vậy? Hòn đá trước mặt 250 thôi. Hòn đá trước mặt 250. Em biết muốn em bắn đai thôi. Anh hết máu rồi. Tích ơi, đáp khói cho. Hả? Anh chạy sang cho em được không? Ok. Em cũng hết máu rồi, không còn máu rồi. Anh hết sạch máu rồi. Rồi, anh chạy đi. Ok. Em không trông được anh chạy sang đâu, tại vì chỗ em khuất rồi. Không, yên tâm, có gì đâu. Chết kìa. Mọi người đứng im ấy, em mở góc phải rộng á. Anh, em nóc một thằng giường 340 ở cái viên của mình. Ok. Đây, em nóc một thằng ở bên cạnh mình luôn ấy. Rồi, anh nhìn nó đang bò rồi. Dạ. Liều mở. 2. Một thằng chạy lùi về sau, chạy xa lắm rồi. Đau quá. Vẫn là cục đá đấy. Thế thì có một thằng nữa, thế này còn 2 thằng cơ. Đấy giải quyết cục đá đấy. Còn đông. Không, nó chỉ còn 2 thôi. Em kill được một mạng. Còn đông em ơi. Đấy rồi, em thấy góc bắn được rồi này. Anh Tuấn ăn quang còn được bỏ có bom ăn nó. Không chạy thoát được. Lên.
thêm bạn nó chạy hết rồi. Một thằng chạy lùi về phía sau mà em không thấy nó rồi. Anh cũng không thấy nó, anh cũng không thấy nó. Em mở một góc rộng. Nó chạy. Tự nhiên nó chạy. Xong. Ok. Má khó bạn, ai nổi luôn á. Mở một góc rộng ăn được luôn. Tim mình cứ bị loạn ở cái chỗ này này. Cứ bị kẹp. Ôi nhỏ nhỏ đấy. Này con pe một đống ở đây này, okay, xích lên một người tầng 2 luôn nhá. Ok. Ngay đây này, ngay này. Ôi anh ơi. Anh đứng hết sức thật đâu. Dưới khu nhà có. Ủa, anh mình không. Đâu bắn đâu vậy? Ờ hướng 115 khu nhà. Em thấy ít nhất là 2 thằng. Xuống khu nhà băm luôn. Ok, anh lên xe đi, em băm. Từ để anh kiểm tra xe nó đó, để anh kiểm tra xe nó đó. Em bắn hai thằng nó đều yếu phải thụt lại để có máu rồi. Ui, bọn nó bắn nhau ở đây này em này. Ở đâu anh? Mấy xe chúng nó ba nhau ở đây này, ở ngay dưới kìa. Nhìn thấy xe đỏ một đống ở dưới không? Cái team này vẫn còn một thằng. Trước 110 đây đâm thẳng. Nó vừa đứng ở đây bắn mình này. Cô xuống đoạn này đó, cô xuống đoạn này đó. Giờ Niếp còn một thằng. Đây vừa nó đứng ở hòn đá này bắn đâm thẳng vào team này luôn nhá. Nó vừa đứng ở hòn đá team này luôn. Kìa hòn đá hai thằng, đằng sau anh ơi. Trong này không có rồi. Anh không đừng gì bọn kiểu đấy, anh không biết đâu em. Lốc. Còn một thằng nằm ở đây nữa. Clear cả hai. Trời ơi, có gì bọn hòn đá ở. Anh các bạn anh làm gì có hòn đá nào, em hiểu rồi đấy. Anh đi xe nó khó lắm. Bây giờ em lên xe em nhìn xem ở phía trước có hòn đá không. Đây, em nhìn xem đây. Đây, làm gì có hòn đá nào. Góc anh Hoàng, em phải gì bọn bằng góc nào. Ơi, anh khó, đi nói chung cũng khó. Tại vì là em đọc hẳn, em đọc hướng là 110 có một hòn đá. Anh loạn quá. Cứ gì bọt hết góc này góc khác anh chịu luôn á. Đúng không? Đây này hòn đá này có phải là nếu mà em gì bọt thì enemy ahead đúng không? Đấy. Nhưng mà em hiểu là cái thằng lái xe là cái thằng đang ngoại em. Bây giờ không report cũng được mà report thì khó cho anh đó. Bây giờ thì còn có mấy thanh niên, 5 thanh niên. Cứ để cho anh lái thôi. Đậu phòng. Đi. Cóng vãi nồi. Để cho anh lấy lại bình tĩnh này anh em. Gì anh? Sao vậy anh? Tự nhiên có hòm chính thả ngay cạnh có ốp. Lộc vậy anh? Đây, này. Thơm. Đi thôi. Có bom, có bom quang. Có thằng ở gần con bom mình này. Quang bom trên đồi xuống. Quang em tí chết. Anh nghe tiếng rút chốt anh tưởng là team mình rút. Hay là bên nhà bên cạnh. Bên nhà bên cạnh thì có quang sang không đây thể, không? Không thể. Trên đồi bắn đi. Này, tính ra đây cho các cậu bắn này. Cậu mình cái. Ở đâu để có thể quăng được quả bom ra cần thế nhở? Anh ơi, anh em sang check bên nhà bên cạnh không? Đi. Đây, ở đây. Anh nhìn rồi. À không phải. Có xe ở đây. Đâu. Nhưng mà ở trên lên đấy mà quăng được quả kìa. Bom, quăng được xuống đây á. Đây, lên xe. Ok. Lên xe là nhanh nhất, mệt. Cứ phải đoán ra nó non. Lên xe. Xích ơi, lên xe đi. Lên hướng đằng sau Xích ơi. À, thế là nằm đây rồi. Có xe ở đây nên. Đây, mình đi tìm nó. Đây. Anh đang định nghiến nó, cậu không? Cho chừa cái tội nắp bom bừa phứa đấy. Dám quăng đá, quăng mắm tôm vào hội nghị à? Nhìn mấy hòn đá với mấy cái cây đi xem okay, có. Ok anh ơi. Nó chỉ lảng vảng quanh đây thôi. Đây còn một thằng đây. Rồi ok. Hai thằng luôn. Không được mạng nào. Đi tâm mà không có đường. Bắn. Ôi, hay được. Trời hay quá. Ui hay quá. May mà anh cua đít ra để cho Xích bắn nhá, không là em chết rồi đấy. Còn một thằng thôi. Ôi tốt một rồi. Tốt một rồi. Easy rồi. Ui, sao móc hình cầu. Tôi xong. Giật người. Một ngày chấm dứt. Đây là trận này ai cũng nhiều kill, đậu không? Nhiều. Anh ăn kill ban đầu.
Em ăn về sau. Em ăn kêu lúc giữa còn. Đấy, kêu về sau. Em ăn lúc giữa ăn. Xích cũng quá nhiều rồi, đảm bảo luôn. Xích bị kêu. Bây giờ không ai dám khai kêu đúng không? Tí nữa sẽ biết. Anh vẫn thế, anh ăn được thêm 2 kêu rồi, 13. Chị xích khai đi xem chị ăn được mấy kêu rồi. Chị phải 11, 12 rồi. Anh đoán xem em được bao tầm bao nhiêu kêu? Anh chị khoảng bao nhiêu? Mày cũng phải được chục kêu rồi, là ít. Em 13 bằng anh. Đấy. Ui, đó là cái kiểu cuối cùng thì sẽ là người nhiều kiểu nhất. À, xem mà xem. Bây giờ kèo. Bây giờ ai ăn kiểu cuối cùng thì hai người kia donate mỗi người 50, ok? Ok. Chơi, ok, chơi. Chơi này. Ê, cho em chơi với. Bây giờ kèo này kèo căng này. Em không có kèo đâu đây. 3 người được 13. Thế bây giờ sushi xem đứa nào lái xe đã. Đâu chứ thằng lái xe thì thằng kia à? Không, từ đi đi. Không thì bốt. Thế bây giờ thì ui, cứ đi theo xích này. À, hướng nào đây à? À, anh biết rồi. Mình phải xích đi biết con đường nó của đấy mình. Đâu không? Phá xe. Ôi, cảm ơn anh 21 thổ quan nhá. Bạn đâu rồi nhá? Ở đâu rồi? Đâu không? Thích nó ở đâu? Bây giờ tự lực cánh sinh đi anh. Má, nó ở đâu nhỉ? Ha, bạn ơi ra đi. Đây này, xe của mình đẹp lắm. Cán mặt một phát là chết. Không tì vết luôn. Mình biết bạn ấy ở đâu à? Trốn trong nhà đúng không? Ôi chị ơi, bị chính rồi. Ôi chị. Ơ, đừng. Mày quá. Cái gì đấy? Chia bạn nhỏ. Đâm xe. Môi. Gà. Chỉ là hình thức thôi anh ơi. Tốn đầu kỹ thế nhở? Kỹ thật luôn. Không mà tìm được bạn. Bạn đã tìm được cái nào? Chỉ ở những cái đồi thoại. Thôi chị thích thấy rồi. Này, thấy làm sao được. Đang định đi. Nó ở đâu vậy anh? Nó nằm ở sau cái liếp cái nhà anh đứng ấy. Ôi vai. Anh đang định lấy xe thì nó cũng chạy đi đâu. Ngon vai. Thế là em cũng nhịn quẩy. Ôi dồi ôi, nhiều kêu vãi. Thêm vãi trưởng.